Xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì Misa sẽ hướng dẫn anh chị sử dụng phần mềm quản lý tài sản version 2, khai báo danh mục loại định mức tài sản. Đối với các khách hàng đã sử dụng phần mềm quản lý tài sản V1, anh chị kiểm tra xem danh mục loại định mức tài sản đã được chuyển đổi từ phần mềm V1 lên đã chính xác hay chưa. Còn đối với các khách hàng mới thì mình có thể thực hiện cập nhật định mức hoặc là tự thêm mới định mức. Để cập nhật định mức, anh chị nhấn thêm, chọn thêm từ danh mục loại tài sản, tích chọn một hoặc là nhiều tài sản mang sang danh mục định mức và nhấn đồng ý. Để thêm mới định mức thì anh chị chọn thêm loại định mức, nhập mã loại định mức, tên loại định mức, chọn thuộc loại nếu có, đơn vị tính, tích chọn định mức cho tài sản được sử dụng, dùng chung, cho phòng ban hay là cho chức vụ chức danh. Nếu chọn định mức là dùng chung thì nhập số lượng định mức cho tài sản, nhập đơn giá tối đa cho tài sản. Nếu chọn định mức là phòng ban thì chọn bộ phận đã được khai báo tại danh mục bộ phận sử dụng phòng ban, nhập số lượng định mức cho tài sản, nhập đơn giá tối đa cho tài sản. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm mới định mức tài sản cho các bộ phận khác. Nếu chọn định mức là chức vụ chức danh thì anh chị chọn chức vụ chức danh đã được khai báo tại danh mục chức vụ chức danh, nhập số lượng định mức cho tài sản, nhập đơn giá tối đa cho tài sản. Nhấn lưu. Đơn vị có thể xóa được các loại định mức tài sản chưa có phát sinh bằng cách nhấn vào biểu tượng xóa. Ngoài ra, để xóa nhiều loại định mức tài sản thì anh chị chọn nhiều loại định mức tài sản và nhấn xóa hoặc là nhấn ngừng sử dụng để không sử dụng các loại định mức tài sản này nữa. Với các danh mục khác thì anh chị thực hiện hoàn toàn tương tự.